Rồi chào anh em ha. Anh em giới thiệu cho anh em cái máy Maru 2630. Máy này 34 ly nha. Có đề luôn nè. Đó, nãy em bấm nút đề đó. Mà bây giờ hiện trạng nó là nó chưa có pin nha. Anh em nào muốn mua thêm pin thì em cũng bán luôn. Pin này đề pin 6 cell là cục pin 300 ngàn ha. Rồi cái máy này em bán anh em 1 triệu tư thôi. Là tình trạng là chưa có pin nữa nha. Rồi 1,4 triệu 26cc luôn, tum gời luôn, cần lắp chén cỏ rồi đầy đủ luôn. Rồi con máy này máy 900 bữa hôm nè, mà cái gì Echo 260 nè, hôm sợ xước nồng xước đồ nè anh em. Má em nói máy bị cứng 900 ngàn nè. Giờ em mở ra cho anh em coi luôn, đạn được còn lăn ok ha, nồng không có xước nè, không có sọc xước gì hết. Này em bán nguyên con gì 900 ngàn nha anh em nè, cần lắp về đầu máy rồi luôn, bình xăng hai kim luôn nè. Đó, anh em nào mua về làm thì làm ha, bình xăng này nó còn xăng ở trống luôn nè. Rồi số điện thoại em đây 0961088776. Em nói chi tiết từng cái máy cho anh em coi cái ha. Bắt đầu máy này em bán 1,4 triệu là như hình như video. Rồi anh em nào muốn thêm pin nữa thì thêm cho em 300 ngàn. Em câu pin vô ha. Em đóng pin em câu vô. Tại vì hổm em tháo pin ra rồi cái em làm biến để vô lại. Máy này 2630 nha. Ở đây bình xăng nó có dập dập một xíu. Nhưng mà nó không có chảy xăng nhiều đâu. Gịnh gịnh hơi hơi xíu à. Em có hàng hàng lại ha. Đó, cái khuyết điểm nó vậy thôi. Máy này chạy cũng ok lắm. Và công tắc mình giật cho anh em coi cái này. Đó. Giờ đề ha. Đề này mình cầm phải cho nó dây điện ở đâu vô đó ha. Mình đề nó mới mạnh nó mới lên. Cái dòng điện nó cao lắm nè. Cái một anh em câu pin đồ vô cũng lưu ý ha, dùng dây điện nó bự bự xíu, nhỏ quá nó không đủ dòng, nó ẹ không à. Mình cứ tưởng pin yếu đề yếu ha. Dòng là nó gì vậy? Cần lắp đồ đầy đủ ha, có cái đồ chắn cỏ, đồ phát cỏ luôn ha. Giật cho anh em coi nè, để em lên ga lớn cho anh em nghe. Cái hộp pin nó có dây sạc rồi luôn nè. Lúc em tháo ra em làm biến em để vậy luôn. Cái này mình đóng pin 6 cell đề mới nổi nha anh em. 12V dùng xả cao á. Còn anh em muốn để vậy xài thì để vậy cho nó rẻ. 1,4 triệu ha. Rồi tới con Echo 260. Hôm trước em nói bị cứng em bán 900 ngàn. Hôm nay rảnh rảnh em mở cho anh em coi nồng qua đồ ha. Không có sọc xước gì chân, tại nó bị nước vô rồi nó dính bạc nè. Cái này về anh em vệ sinh thì thay cái bộ bạc là lụm. Ốc bình xăng con nè anh em, không bình xăng con còn mới luôn nè, bình hai kim quanh rồ nè, trong đây còn xăng luôn nè. Đó, cái này anh em không mua thì em để dọn máy, em để dọn lên luôn hay rồi em bán luôn cũng được.
anh em còn xăng sống sánh luôn à. Mà nó hơi gình à. Xăng này sao trong vắt không biết. Rồi ha, cái máy này bán như hình như video vậy là 900 ngàn nè. Còn lăn được nè, đạn không có bị cứng nha. Bê tông này cũng không có xước. Về anh em vệ sinh này thay bộ bạc lại là ok thôi. Nó bị dính nước vô quá nè. Đạn cũng còn lăn được nè. Còn lăn được nha anh em. Đó, em tháo ra tới đây em làm biếng rồi thôi, em bán cho anh em luôn á. Sẵn cho anh em coi cho yên tâm. Cần lắp được có mấy chỗ nó hơi dập dập ở đây xíu ha. Cái này cái vỏ ngoài không quan trọng. Này mình quấn bằng keo lại cũng được. Quấn cái lớp ngoài cho đừng dơ thôi. Cần lắp chén kẹp đầy đủ ha. Không có trắng cỏ. Chén kẹp còn đầy đủ nè. Rồi bán cho anh em về dọn ha. 900 ngàn. Echo 260. Rồi máy Magu này thì như hình như video 1,4 triệu. Muốn thêm pin nữa thì thêm giùm em 300 nữa. Bằng công tắc linh dịch nè. Nó còn quay ha. Máy này bự 26 này chạy phát gia đình rồi cũng ok lắm anh em. Rồi anh nào mua thì liên hệ em ha. Zalo số điện thoại 0961088776. Đó. Máy này hổm em tháo ra, em không có tháo em không biết, hay giờ tháo ra nòng ok đó. Nòng cháy ok, anh em về thay bộ bạc thôi là lụm. 900 ngàn ha. Em bán xả bán lỗ cho anh em luôn. Con này cũng vậy, hồi lúc bán 1,6 1,7 gì nè. Giờ quất xuống 1,4 luôn. Cho dễ bán, về anh em tự xử giùm em nha. Rồi chào anh em. Anh em nào mua thì liên hệ giùm em ha. Số điện thoại 0961088776. Có mua máy thì đặt cọc giùm em 100 ngàn ha. Hoặc là chuyển khoản đủ thì em bao ship cho. Bây giờ phí ship nó cũng cao lắm, gửi cây máy khoảng 70-80 ngàn anh em. Cái tiền đó bưu điện em phải trả cho bưu điện chứ em cũng không có được lợi nhuận gì trong số tiền đó ha anh em. Cũng thông cảm giùm em. Mua bán có gì mình du di qua lại chứ ép nhau quá cũng khó nha anh em. Rồi giá này em đã sell rồi, anh em mua thì quyết đoán nhanh lẹ giùm em ha. Còn vui vẻ rồi sau này. Rồi cảm ơn anh em luôn. Anh em nào mua thì liên hệ. Con này 1,4 triệu như hình như video. Con này 26cc luôn. Echo 260 luôn. 900 ngàn. Vàng áo quạt bạc về anh em lấy nhám đánh rồi lên nhớt nó lên nó đẹp rồi anh em. Rồi vậy ha. Chào anh em luôn.